Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ukraine xa lầy ở Cớt, Nga đẩy mạnh tấn công xe nát phòng tuyến Donbass. Tình hình chiến sự tại khu vực Cớt cuối cùng cũng đã vượt quá khả năng dự đoán và kiểm soát của Ukraine, gọi tắt sau đây là FAU để bảo toàn thắng lợi ở Cớt, quân đội Ukraine đã phải hy sinh tuyến phòng thủ vững chắc ở vùng Donbass. Nếu để mất thành phố Popros, nơi có tầm quan trọng về mặt chiến lược, được phương Tây coi là tín hiệu cho thấy tuyến phòng thủ Donbass của Ukraine đã sụp đổ, điều này không chỉ khiến lực lượng phòng thủ quân đội Ukraine ở khu vực Donbass dễ bị tổn thương hơn mà còn có thể tác động sâu sắc đến tình hình toàn chiến trường. Thành phố Pokrovsk là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Kiev trong khu vực và sự thất thủ của thành phố này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai. Quân đội Nga đã tiếp cận khu vực ngoại ô thành phố trong phạm vi 5 km. Diễn biến này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát vùng Donetsk. Các lực lượng Ukraine đang tăng cường các vị trí của họ bên trong trung tâm Popbroker để chuẩn bị phòng thủ thành phố này. Trước diễn biến nghiêm trọng kể trên, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine đã phải thừa nhận rằng tình hình trên tuyến Donetsk rất khó khăn đối với Ukraine. Ông nói, tình hình ở hướng tấn công chính của quân đội Nga rất khó khăn, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã mắc sai lầm. Tuyên bố này chắc chắn đã bộc lộ những sai lầm và khó khăn của quân đội Ukraine ở cấp độ chiến lược. Sai lầm hết bước này đến bước khác, các hành động mạo hiểm của quân đội Ukraine ở khu vực Khớt chẳng những không đạt được kết quả như mong đợi mà còn thực sự làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn của họ ở khu vực Donbass. Nga sẽ nát tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donbass. Sau hơn một tháng triển khai chiến dịch tấn công Kurt, Ukraine đã mất hơn 11.220 binh sĩ, cùng 87 xe tăng, 74 xe bọc thép chở quân cùng nhiều vũ khí thiết bị quân sự khác. Mặc dù thông tin trên chiến trường của cả Nga và Ukraine khác xa với sự thật, nhưng các mục tiêu mà Ukraine muốn đạt được bằng cách tấn công lãnh thổ Nga về cơ bản đều chưa đạt được. Hiện tại, hàng nghìn lính Ukraine tinh nhuệ tấn công lãnh thổ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Do vậy, mục tiêu của Tổng thống Volodymyr Zelensky không thể đạt được. Theo như báo Financial Times của Anh cho biết, do phải triển khai số lượng lớn binh sĩ tấn công lãnh thổ Nga nên Ukraine ở khu vực Donetsk bị thiếu hụt. Tranh thủ cơ hội quân Nga đẩy nhanh tấn công sẽ nát phần phía đông của tuyến phòng thủ của Ukraine rõ ràng chiến thuật của tổng thống Zelensky nhằm đánh thẳng vào cốt, ban đầu được cho là sẽ gây chấn động thế giới, nhưng hóa ra lại là một sự lãng phí tiền bạc, nhân lực, vũ khí, khiến họ rơi vào trạng thái bị động hơn. Nhiều nhận định cho rằng nhóm quân Ukraine đang ở trên lãnh thổ Nga, đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, muốn rút lui nhưng không thể, họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đối đầu với lực lượng của Moscow nếu tổng thống Zelensky quyết định từ bỏ lãnh thổ Nga mà họ chiếm được, điều đó có nghĩa là trực tiếp khẳng định chiến dịch thất bại. Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm về cái giá mà quân đội Ukraine phải trả? Hàng trăm binh sĩ Ukraine bị bao vây ở Bobrovy. Theo như Military Summary đưa tin, trên mặt trận Donetsk, lực lượng Moscow đã kiểm soát và bảo đảm an ninh cho trung tâm giam giữ ở Torets. Một số hình ảnh được định vị địa lý xác nhận điều này. Cơ chiến thắng của Nga được treo ở phần cực bắc New York, phía Kiev cũng công bố một đoạn video cho thấy đối phương treo gờ gần khu vực công nghiệp, nơi quân đội Ukraine đã có thể bị bao vây trong 3 tuần. Tại Poptoker, quân đội Nga hoàn toàn chiếm giữ ngôi làng Lovohodika, có tầm quan trọng chiến lược. Đồng thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Sedidover, nơi mà lực lượng Moscow buộc phải rút lui khỏi trung tâm ngôi làng về phía nam và phía đông trong những ngày gần đây. Giữa các làng Lysipka và Zelenpersi, theo các nguồn tin Ukraine, hàng trăm binh sĩ của họ, trong đó có nhiều người bị thương, được cho là đã bị bao vây sau khi Nga giành được lãnh thổ mới nhất. Tại Kranogorivska, quân đội Nga cũng đã chiếm được phần lớn thành phố và hiện kiểm soát khoảng 95%. Nga bao vây Olanda từ hai bên sườn, bốn lữ đoàn của Ukraine rút chạy. Diễn biến đáng chú ý, lực lượng Moscow đã bao vây Olanda từ hai bên sườn, tấn công Ukraine từ phía nam và kiểm soát hoàn toàn Krasnogorivska. Cụ thể, kể từ ngày 9 tháng 9, quân đội Nga bắt đầu bao vây Ulanda. Từ hai bên sườn, họ đã chiếm lĩnh Brechitoka ở bên cánh trái, từ đó mở ra con đường dẫn đến một điểm hậu cần quan trọng, nơi cung cấp cho các nhóm binh sĩ đồn trú của Ukraine ở thành phố. Lực lượng Moscow cũng đang đột kích vào nhiều địa điểm khác. Tại Selidovo, lực lượng Moscow đã rút lui khỏi phần phía nam thành phố để tập hợp lại, và ở tại Ukraine, các binh sĩ của họ cũng bắt đầu tấn công từ phía nam. Trong khi đó, ở Kurakhovsky, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka sau khi chiếm giữ vùng ngoại ô cực bắc của thành phố. Thực tế là ngay trước đó, Ukraine đã rút lui khỏi khu vực kiên cố tại khu vực này. Đồng thời, thì quân đội Nga cũng đã chiếm chọn khu định cư Level Kaya. Theo một số nguồn tin, thì bốn lữ đoàn Ukraine được cho là đã nhận lệnh rút lui, rời khỏi vạc dầu gần Level Kaya. Tuy nhiên, tại khu vực này chỉ có khoảng hơn 1.000 binh sĩ ké mà thôi. Dù vậy, nếu nhóm quân này bị tổn thất cũng là con số rất lớn, khiến cho Ukraine vốn đã kiệt quệ lại càng bị đắt hơn. Thứ nhất, thông thường, tuyến phòng thủ của lữ đoàn cơ giới trải dài từ 10 đến 12 km dọc mặt trận và sâu tới 8 km. Các giá trị này tương ứng với khoảng toàn bộ diện tích khu vực, từ Nevelskoye đến Zogali ở phía tây và từ Krasnogorovskia đến Letelovo từ Nam lên Bắc. Từ đó, các lữ đoàn Ukraine được cho là đã nhận lệnh rút lui. Theo tất cả các quy định, toàn bộ khu vực này đáng lẽ phải do một lữ đoàn chấn giữ có thể được tăng cường bởi các tiểu đoàn tổng hợp khi có tổn thất để mặt trận không sụp đổ hoàn toàn. Thứ hai, việc nhồi nhét bốn lữ đoàn với quân số lên tới 8.000 người trên một khoảng cách như vậy tất nhiên là có thể thực hiện được. Nhưng trong trường hợp này, họ sẽ kề vai sát cánh và dẫm vào chân nhau trong hầu hết mọi hành động mà không thể di chuyển đi đâu đó. Nếu đây chính xác là những gì đã xảy ra thì rõ ràng đó là một món quà không thể nào tốt hơn mà Ukraine dành cho lính pháo binh và lính tên lửa Nga với một độ dày đặc như vậy. Thứ ba, tổng cộng có khoảng 800 đến 1.100 người xuất hiện từ level Nevelskoye. Theo các nhóm phân tán, con số này không tới 4 lữ đoàn, không phải số lượng nhân sự cũng như số lượng thực tế. Họ về mặt lý thuyết, chỉ có thể biến thành 4 lữ đoàn nếu quân tiếp viện được đưa đến tuyến phòng thủ mới dọc theo Gondia và Kurakoka. Nga tấn công Kiev bằng nhiều đợt UAV, phòng không tiêu diệt toàn bộ. Theo như Ukrainska Prada đưa tin, lực lượng phòng thủ Kiev báo cáo về cuộc tấn công thứ 5 của UAV Nga vào thủ đô kể từ đầu tháng 9 và cho biết lực lượng phòng không đã tiêu diệt toàn bộ UAV đối phương. Vào lúc nửa đêm mùng 9 tháng 9, cảnh báo không kích đã được ban bố ở Kiev. Người đứng đầu chính quyền Kiev, Sergei Poko cho biết, cuộc không kích thứ năm vào Kiev kể từ đầu tháng 9. Đêm nay, quân đội Nga lại sử dụng UAV, được phóng từ lãnh thổ của vùng cớt. Đạn làng vàng bay vào Kiev sau nửa đêm thành nhiều đợt. Ông Poko lưu ý rằng báo động không kích ở thủ đô kéo dài hơn một giờ. Theo ông, tất cả UAV tấn công của Nga, đe dọa Kiev đều bị lực lượng và phương tiện phòng không tiêu diệt trên đường tiếp cận thủ đô.